tất cả các bạn, một tuần trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Những ngày này trên khắp cả nước có rất nhiều hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1. Và chương trình ngày hôm nay đặc biệt dành những chuyên mục để nói đến vai trò sức trẻ của học sinh sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa. Một bạn trẻ, chúng ta sẽ cùng làm quen với những thành viên câu lạc bộ Giọt Máu Hồng khoa Du lịch Đại học Huế. Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Huế là nội dung sẽ có trong mục Cẩm nang trẻ. Ống kính đã công số này sẽ là clip dấu xưa với những không gian cổ kính ở Huế. Và cuối cùng là tinh thần ngày 9 tháng 1 của học sinh phổ thông thời nay trong một góc nhìn trẻ sẽ khép lại chương trình. Bây giờ là chương mục đầu tiên của chương trình. Lực lượng học sinh sinh viên Thừa Thiên Huế trong những năm qua luôn thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong mọi hoạt động tình nguyện. Và đó cũng là cách mà những người trẻ tuổi hòa mình vào cuộc sống, rèn luyện kỹ năng và chọn cho mình một lối sống có ý nghĩa. Một bằng trạng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với những thành viên câu lạc bộ Giọt Máu Hồng đến từ khoa Du lịch Đại học Huế. Và chúng ta hãy cùng xem những người bạn trẻ này đã nhận được điều gì và chia sẻ điều gì cho cộng đồng khi tham gia câu lạc bộ. Đây là các bạn trẻ đến từ câu lạc bộ Giọt Hồng khoa Du lịch Đại học Huế. Thành lập từ tháng 11 năm 2009, đây là một trong những câu lạc bộ mạnh ra đời từ những ngày đầu tiên hình thành khoa du lịch. Nhiều sinh viên trưởng thành hơn và có cơ hội cống hiến sức trẻ cho cộng đồng khi đến với câu lạc bộ. Mục đích chính của câu lạc bộ là tổ chức và tuyên truyền về hoạt động hiến máu tình nguyện. Qua hơn 6 năm thành lập, những gương mặt trẻ trung năng động của câu lạc bộ Giọt Hồng đã tổ chức thành công nhiều đợt hiến máu với hàng ngàn đơn vị máu được thu về, góp phần cung ứng máu cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tên gọi Giọt Hồng xuất phát cùng từ ý nghĩa đó. Mỗi thành viên tham gia cũng hiển nhiên trở thành một giọt máu hồng, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của hiến máu tình nguyện, đồng thời là thành viên của Ngân hàng Máu Sống, sẵn sàng hiến máu trong những trường hợp nguy cấp. Như năm nay thì câu lạc bộ Giọt Hồng được rất là nhiều cái bằng khen cũng như là sự vinh danh của các cái cấp ban ngành cũng như là được cái địa vàng của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về cống hiến về hiến máu nhân đạo. Ban chấp hành đoàn khoa cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho câu lạc bộ và các bạn sinh viên có sân chơi lành mạnh, có cơ hội tiếp xúc với xã hội, với cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm với sinh viên. Ngoài việc học thì còn có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Bên cạnh công tác hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ còn tổ chức rất nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Tiêu biểu là chương trình áo ấm mùa đông được tổ chức hàng năm tại một số xã nghèo vùng cao. Lê Đức Nhân, chủ nhiệm câu lạc bộ Giọt Hồng đang cùng các bạn sinh viên khác gói quà chuẩn bị cho chương trình áo ấm mùa đông lần thứ tư tổ chức vào tháng 12 năm 2015, bao gồm 126 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 78 suất quà cho các em nhỏ. Thông qua các chương trình tình nguyện thì không chỉ riêng em mà tất cả các thành viên của câu lạc bộ là muốn cống hiến sức trẻ của mình. Giúp đỡ cho được càng nhiều người càng tốt. Để chuẩn bị trước cho chuyến hành trình từ thiện đến huyện vùng cao A Lưới, mỗi thành viên trong câu lạc bộ đã triển khai hoạt động bản kèo gây quỹ, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ một số doanh nghiệp hay những người có lòng hảo tâm. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đó là thành quả của quá trình kêu gọi quyên góp của các thành viên câu lạc bộ Giọt Hồng, chứa đựng trong đó cả sự sẻ chia quan tâm đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội. Bạn Phan Mỹ Linh, sinh viên năm nhất của khoa, đang nhanh chóng đan thêm một chiếc khăn choàng len. Tranh thủ thời gian sau giờ học, trong vòng 5 ngày, Mỹ Linh đã hoàn tất 6 chiếc khăn để góp gửi tặng cho các em nhỏ ở xã nghèo huyện A Lưới. Hoạt động này không chỉ là giúp mình trau dồi kỹ năng mềm, cái đó là một phần rất ít, mà còn lại nữa là mình có thể giúp cho các trẻ em vùng cao, những trẻ em vùng khó khăn, hiểu thốn mình là có một mùa đông ấm áp hơn. Các thành viên của câu lạc bộ còn được thường xuyên tham gia nhiều buổi sinh hoạt nhóm, rèn luyện thể lực, tăng tinh thần đoàn kết, tập huấn nâng cao các kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, bổ sung kiến thức về máu và an toàn trong truyền máu. Với những hoạt động tích cực và liên tục, Giọt Hồng nhận được nhiều sự khen ngợi của đoàn khoa du lịch và đoàn trường Đại học Huế, đặc biệt là giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khi tham gia câu lạc bộ thông, mình cảm thấy là hoàn thiện được bản thân mình. Câu lạc bộ Giọt Hồng là một câu lạc bộ rất ý nghĩa trong xã hội, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn. Câu nói mà em thấy cảm thấy tâm đắc nhất là cuộc sống cho đi đâu chỉ là để nhận.
lấy slogan Giọt Hồng kết nối trái tim làm kim chỉ nam cho những hoạt động của câu lạc bộ. Mỗi thành viên đã khẳng định được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần vì cộng đồng chung. Không ngại khó, quên đi những thiếu thốn trong đời sống, các thành viên của Giọt Hồng vẫn luôn đoàn kết, cùng nhau tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để làm cầu nối, hỗ trợ. Kết nối trái tim hay đó cũng chính là kết nối tình người trong xã hội. Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, nhiều trường cao đẳng, đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm ôn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc. Và cũng nhằm thể hiện tinh thần hăng hái, sôi động trong mọi hoạt động của học sinh sinh viên thời nay. Và liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên của trường cao đẳng sư phạm Huế là một hoạt động như vậy. Cảm ơn trại số này, chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc đẹp trong liên hoan này. Rất đông các bạn sinh viên đã có mặt ở giảng đường 1 trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế để cùng nhau ôn lại ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và tham gia chung kết cuộc thi tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ tư năm học 2015-2016. Liên hoan nhằm phát hiện những dòng ca hay, tạo nguồn biểu diễn trong các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường, qua đó tạo sân chơi lý thú, lành mạnh, bổ ích, sự tự tin và rèn luyện các kỹ năng hoạt động ngoài khóa để sinh viên có điều kiện thể hiện năng khiếu và tính sáng tạo của mình, có thêm động lực để học tập tốt, gắn bó với trường lớp. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Cũng như sự tạo điều kiện của ban giám hiệu và các đơn vị khoa phòng trung. Qua hội thi này, một mặt thì đoàn thanh niên hội sinh viên trường cũng tạo một sân chơi bổ ích để các bạn đoàn viên sinh viên có cái nơi để thể hiện năng khiếu bản thân của mình. Nhưng mà cũng qua trong qua cái buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống sinh viên thì nhà trường, tuổi trẻ nhà trường cũng mong muốn là các bạn sinh viên trong cái năm học mới các bạn quyết tâm nỗ lực hơn nữa, thứ nhất có thể đạt được cái danh hiệu sinh viên năm tốt, thứ hai có thể là quyết tâm học tập rèn luyện để mà trau dồi bản thân mình và có cơ hội để thể hiện năng lực của tuổi trẻ cống hiến cho xã hội. Sau vòng thi sơ khảo sôi nổi với hơn 30 tiết mục tham gia, ban tổ chức đã tuyển chọn vào vòng chung kết 9 tiết mục tiêu biểu nhất mang đến một đêm nhạc thú vị và ấn tượng. Những tiết mục âm nhạc dự thi với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, thầy cô, người ca sức mạnh của tuổi trẻ, truyền thống hào hùng của phong trào học sinh sinh viên Việt Nam trong 66 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Các bạn sinh viên đã tự tin thể hiện niềm đam mê ca hát của mình trên sân khấu, đồng thời cũng đã tạo ra một bầu không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới 2016. Tổ hôm nay được tham dự buổi lễ liên hoan tiếng hát sinh viên này thì mình thấy là các bạn thí sinh đã thể hiện được hết cái nhiệt huyết và tinh thần của mình. Các bạn đã cống hiến cho khán giả những cái bài hát hay và rất là hấp dẫn và mang đầy tính nghệ thuật. Nhiều thí sinh dự thi đã thực sự mang đến những cảm xúc khó quên, những ấn tượng đẹp khi thể hiện những tiết mục của mình. Đây là thí sinh Trần Minh Nhật dự thi với ca khúc Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người. Với lối hát mộc mạc không quá phô diễn hình thức hay kỹ thuật, Minh Nhật đã mang đến cho khán giả trẻ tuổi khá nhiều cảm xúc. Nguyễn Long Thành lại làm cho ban giám khảo cũng như cả cổ động viên cuốn theo phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, lối hát nhẹ nhàng, êm tai nhưng sâu lặng của mình qua ca khúc Việt Nam Quê Hương Tôi. Cô gái đầy ấn tượng này cũng chính là quảng khuôn của cuộc thi. Đầu tư khá công phu, trình diễn rất tự tin cùng với bác nhạc đã mang lại chiến thắng cho Lê Nguyễn Thị Như Quỳnh. Mình cảm thấy rất là vui, một phần là rất thú vị vì chương trình này là một chương trình rất là sôi động của trường nên mình cảm thấy rất là năng động khi được tham gia vào chương trình. Đặc biệt trong lần này mình cũng cảm thấy rất là mừng vì trong quá trình luyện tập mình đã rất cố gắng và sự nỗ lực của mình đã được đáp trả một cách thành công. Mình rất là vui khi đã được lọt vào vòng chung khảo của liên hoan thi hát sinh viên lần thứ tư của trường cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế. Thì bản thân mình cũng đã rất là cố gắng để trình bày tổ ca khúc của mình tối hôm nay để góp phần nào đó cho một chương trình thành công hơn, cũng như là gửi tặng một bài hát đến ngày kỷ niệm học sinh sinh viên Việt Nam.
Âm nhạc chính là cầu nối những tâm hồn, giúp người trẻ tuổi có thêm những niềm vui khi hòa mình trong những giai điệu lời ca. Nhân dịp này, Ban chấp hành đoàn trường, Ban chấp hành hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế cũng đã trao tặng học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trao giấy chứng nhận sinh viên năm tốt. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức hoạt động xổ số để gây quỹ học bổng cho sinh viên và tặng quà cho đồng bào A Lưới nhân dịp xuân về. Cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh của các thế hệ học sinh sinh viên đi trước để rèn luyện và tiếp bước noi theo. Tuổi trẻ Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đang từng ngày phấn đấu phát triển và khẳng định vị trí của mình. Buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên ngày 9 tháng 1 cùng với những lời ca tiếng hát và các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã mang đến những khoảnh khắc khó quên trong quãng đời sinh viên dưới mái trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Huế trong lòng những người trẻ tuổi là một thành phố mộng mơ dễ mến và còn lưu giữ nhiều nét đẹp xưa với kiến trúc, lịch sử và những trầm tích văn hóa. Vâng, và Huế trở nên quyến rũ hơn bởi những không gian cổ kính, với những góc phố phủ màu thời gian, những con đường, những hàng cây, những mái ngói soi mình cùng năm tháng. Và chắc hẳn là những người trẻ tuổi sẽ cảm nhận rất là nhiều điều khi đi giữa những không gian cổ xưa như vậy. Ông Kính Đắc Công số này, thưa mời các bạn cùng thưởng thức clip dấu xưa với những góc quay đẹp của phóng viên Đình Phước. Hoàng hôn ủ nắng bên trời, mây trôi ngọn nguồn huyền, ru hồn cỏ đá rêu phong, sông Hương pha chiều tím tím, thuyền ai đó đợi chờ ai, ngày lên thông reo núi ngự chúa xa chợt động lời chuông. Vương buồn ẩn chứa mắt nâu, cung phi một đời trầm mặc, khỏa tay xuống dòng sông vắng nổi trôi vớt lại bóng mình. Qua cơn mưa dài xứ Huế, hoàng hôn ủ nắng bên trời, mây trôi ngọn nguồn huyền, ru hồn cỏ đá rêu phong, sông Hương pha chiều tím tím, thuyền ai đó đợi chờ ai, ngày lên thông reo núi ngự chúa xa chợt động lời chuông. Vương buồn ẩn chứa mắt nâu, cung phi một đời trầm mặc, khỏa tay xuống dòng sông vắng nổi trôi vớt lại bóng mình. Lối xưa ai về vì già, vô tình ngắm chút thương cao, thì nhân ơi có còn duyên nợ, đi tìm ngọc dưới đáy sông sâu, thì nhân ơi có còn duyên nợ, đi tìm ngọc dưới đáy sông sâu. Quỳnh Anh cũng như Minh Tuấn đều có những ký ức đẹp về thời học sinh sinh viên đúng không? À, vâng, và đó là quãng thời gian đẹp với thật nhiều ước mơ và hoài bão. Tiếp bước tinh thần ngày 9 tháng 1 năm nào, thế hệ học sinh sinh viên ngày nay luôn nỗ lực khẳng định mình trong học tập cũng như cả hoạt động trong xã hội. Và hãy cùng với Thùy Trang để với một góc nhìn trẻ ngay sau đây. Đang cổ,
trọng mở công trở về trong một điểm cao cơ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Trong lòng thế hệ học sinh hôm nay, chúng ta không chỉ trải nghiệm được những điều như thế nào, thân phận đồng bào phải cùng đến với một vài chia sẻ. Chỉ năng diễn là ngày mà sinh viên mọi nơi trên khắp đất nước đều biểu tình phản đối Pháp xâm lược nước ta với một tinh thần rất sôi nổi. Đây là một dịp tốt để chúng ta ôn lại những quá khứ và gợi nhắc và tiếp thêm sự lòng đam mê, sự cháy bỏng hết mình của tuổi trẻ. Mình muốn cống hiến cho Việt Nam hơn như những thế hệ cha ông trước đã làm. Đến với chương trình này thì mình cảm nhận được những hy sinh đóng góp to lớn của những thế hệ đi trước, và mình là một học sinh thì mình nên tiếp bước cho anh thực hiện những truyền thống tốt đẹp đó. Đây là dịp mà mình có thể tìm hiểu sâu về truyền thống lịch sử quý báu của Việt Nam ta, sống lại lịch sử qua những ca khúc và những hoạt cảnh, những hoạt động của trường. Cái ngày này cũng là hơn được 60 năm rồi, thì bây giờ khi lần đầu được tham gia thì mình thấy là được sống lại những ngày tháng của cha ông mình ngày trước rất oai hùng, thì mình cảm thấy rất tự hào về điều đó. Các bạn học sinh đã rất nỗ lực khi tái hiện lại không khí hào hùng và sôi động của phong trào học sinh sinh viên tranh đấu một thời. Và ngay bây giờ là phóng sự ngắn của một góc nhìn trẻ. Hát vang những giai điệu của một thời xuống đường, những bài hát hùng hồn của những đêm không ngủ. Hoạt cảnh tái hiện những ngày tháng hào hùng và sục sôi của lực lượng học sinh sinh viên. Đây chính là hình ảnh của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đang luyện tập những tiết mục văn nghệ. Trong 66 năm kể từ khi ngày 9 tháng 1 được lấy làm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, tinh thần ngày 9 tháng 1 năm nào dường như vẫn cháy sáng trong lòng các thế hệ học sinh hôm nay. Kỷ niệm sự kiện lịch sử, những chàng trai cô gái tuổi 17-18 này muốn hòa mình vào âm nhạc của một thuở xuống đường, muốn được trải nghiệm một phần quá khứ của lịch sử. Nhà trường cũng muốn thông qua cái chương trình nghệ thuật sử thi với cái khúc hát lên xuống đường này thì để cho các em được cảm nhận về lịch sử truyền thống qua những cái tiết mục nghệ thuật, bởi vì chính những cái bài hát này trong quá khứ đã là một cái sức mạnh giúp cho quân dân cũng như học sinh sinh viên đô thị miền Nam đấu tranh để mà chống lại cái chế độ Mỹ Ngụy. Và qua cái việc quá trình tập luyện cũng như cái buổi biểu diễn hôm nay thì chúng tôi thấy rằng cái sức lan tỏa và cái độ thấm của những cái giá trị nghệ thuật này đến với các em, chắc chắn các em sẽ tự hào về cái truyền thống học sinh sinh viên của mình. Những gương mặt tuổi thanh xuân này chỉ biết đến chiến tranh và phong trào học sinh sinh viên tranh đấu những năm 50 qua những trang sử. Nhưng đối với họ, tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến mãi là ngọn lửa cháy sáng để mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải khâm phục và tự hào. Những bạn trẻ này lớn lên trong hòa bình nhưng vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Ký ức về một thời đấu tranh sôi sục, tinh thần chiến đấu ngoan cường của dân tộc Việt Nam, của những học sinh sinh viên lứa tuổi đôi mươi ấy sẽ mãi được khắc sâu. Mình chỉ biết đến phong trào học sinh sinh viên được tổ chức hàng năm vào ngày 9 tháng 1 qua các trang sách, bài báo. Và mình lần này thì mình rất tự hào khi được tham gia vào chương trình văn nghệ chào mừng ngày kỷ niệm học sinh sinh viên. Và qua ngày hôm nay thì mình cũng muốn tạo nên một cái tinh thần thanh niên, tinh thần yêu nước trong lòng của các bạn thanh niên Việt Nam. Ca khúc Từ Nguyện sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Tiếng hát Những đêm không ngủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nỗi vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, ca khúc Dậy mà đi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân, phổ thơ Tổ Hữu vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đã được các bạn học sinh hát theo phong cách rock rất ấn tượng. Các bạn trẻ tuổi 17-18 đã thổi thêm khí thế trẻ trung, sôi động, nhưng cũng không kém phần biểu cảm qua những giai điệu rock, những ngón đàn guitar, cách gõ trống. Với những ca từ dứt khoát, cương quyết và dễ nhớ, cùng âm hưởng hành khúc hào hùng dễ thuộc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những bài ca đi cùng năm tháng. Đối với họ, những ca từ thúc giục, khích lệ tinh thần tuổi trẻ đã trở nên cuồng hút bất ngờ.
gọp dòng trong những bài ca của một thời xuống đường cũng là cách những học sinh của thế hệ hôm nay ôn lại một chặng đường đã qua. Và để hát hay, truyền tải cái hồn của các ca khúc đến người nghe, gửi lại một không khí tranh đấu không thể nào quên. Những bạn trẻ này đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950. Ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược của những thanh niên ngày ấy. Với các bạn học sinh, đây là một dịp tốt giúp họ hiểu hơn về lịch sử và cảm thấy tự hào khi được hòa mình trong một không gian âm nhạc với những giai điệu nhiều cảm xúc như vậy. Đã được hát những cái bài hát đó thì cảm thấy được những cái tình cảm mà người ta gửi gắm vào trong bài hát đó, như là dậy mà đi rồi tiễn hành những đêm không ngủ. Và một bài hát mà tất cả, mà hầu như tất cả những người Việt Nam đều biết đó là bài hát Nỗi Vòng Tay Lớn. Thì khi hát những bài hát này thì mình cảm thấy như là cảm xúc nó dâng trào, và cái ngày tháng trước đó mà ông cha đã đi qua thì bây giờ mình cảm nhận lại, mình cảm thấy cái niềm tự hào trong đó, mình được là một phần của nó. Không chỉ riêng với học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, ngày 9 tháng 1 đã trở thành một dịp làm sống dậy niềm tự hào dân tộc, sống dậy một giai đoạn lịch sử với đông đảo người trẻ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế. Thế hệ học sinh sinh viên hôm nay luôn phấn đấu phát huy truyền thống, noi gương các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện và rất nhiệt tình trong các phong trào. Họ đang nỗ lực thể hiện vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước. Và đến với chương trình như thế này cũng là cách các bạn trẻ có thêm chút sức trẻ để gìn giữ và phát huy tinh thần 9 tháng 1 cao đẹp. Lực lượng học sinh sinh viên đang phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp trí tuệ và công sức của mình cho quê hương và đất nước. Đây là một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế khi cùng nhau ôn lại tinh thần mùng 9 tháng Giêng đã được thắp sáng trong hàng chục năm qua. Các bạn vừa đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hy vọng các bạn đã có những thông tin thú vị. Và hãy nhớ đón xem những số sau của chương trình Nhịp Sống Trẻ để tham gia vào những sự kiện của giới trẻ và gặp gỡ những gương mặt ấn tượng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.